Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin lúc 18 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Việt Nam cho biết, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh ở tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương và Long An được cách ly ngay. Thưa quý vị và hôm nay là ngày thứ 32 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới ở cộng đồng. Cụ thể, các bệnh nhân từ 1466, 1447 và 1468 từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062 ngày 25 tháng 12 năm 2020 được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân từ 1469 đến 1473 từ Đức nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN30 ngày 30 tháng 12 năm 2020 được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân 1474 từ Canada quá cảnh sân bay Incheon Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN405 ngày 29 tháng 12 năm 2020, được cách ly tại tỉnh Long An ngay sau khi nhập cảnh. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.